Xin chào tất cả các bác nhé, em quay cho các bác xem một cái đoạn vẻ đẹp của vải thiều Luc Ngan nhé. Các bác nhìn đứng ở giữa cái đoạn rừng vải này có một phê lòi luôn. Này các bác, đây mà chỉ là một ngách đường thôi nhé. Còn cái quốc lộ 31 là ở ngay cái ngoài kia là còn 4-5 cây số cơ. Đó, quốc lộ 31 là từ chỗ lên sơ động nhé tất cả các bác nhé. Đây trong đường ngách này em đang cân vải trong này thì em quay cho các bác xem. Quay một đường cơ bản để các bác xem cái vẻ đẹp của vải thiều Luc Ngan nhé. Các bác làm ở Luc Ngan thì thật sự là rất là phê, rất là tự hào mình người Luc Ngan luôn. Đây, các bác xem. Phê không các bác? Quá phê. Hôm nào cũng thế này nha các bác nhé. Vải, các bác thấy phê chưa? Vải thiều Luc Ngan rất là mịn đẹp luôn, nhìn rất là phê luôn. Nào, ai mà đến rừng vải này thì thôi rồi, không bao giờ muốn về luôn. Các bác có dịp thì về Luc Ngan chơi nhé. Dân Luc Ngan này rất là thân thiện luôn, dân Luc Ngan rất thân thiện luôn, không như ở chỗ khác đâu. Nên các bác có thể về đây chơi nhé, xem rất là phê luôn. Ai mà là ở dân Luc Ngan mình thì đúng là quá là tự hào là dân Luc Ngan mình nhé. Này các bác, giá trị của vải nó rất là nó khác bọt với nơi khác. Quả vải ở đây nó không bao giờ có chuyện là có giá là 1.000, 2.000 hay là vứt vải đi các bác nhé. Ăn quả vải ở đây rất là ngon, rất là thơm. Đến cả thế giới còn biết đến là quả vải Luc Ngan này các bác nhé. Đây các bác có thể xem. Không phải đâu, không ở dưới Kim đâu nhá. Kim là không thuộc Luc Ngan rồi nhá, bác nhé. Chào bác Đậu Chi Thắng nhá. Ở đây là Luc Ngan này các bác nhé. Ở trên từ chỗ lên đoạn đường quốc lộ 31 từ chỗ lên sơ động nha các bác nhé. Từ chỗ lên sơ động nhá. Giá dây kim thì không có như ở Luc Ngan này đâu, ở trên chỗ lên sân động ở đâu nhé. Giá ở đây vải đẹp mà vải thiều hôm nay là 15 nhé, còn thanh hà 15.000 một cân nhé. Còn thanh hà ở đây là từ 20-25.000 một cân nha các bác nhé. Không bao giờ có chuyện là giá 1-2.000 vất ấy, em chỉ tìm vị thôi các bác ạ. Đấy, các bác có thể xem vải Luc Ngan nó phơi lòi luôn. Đây mới là một cái ngách thôi nhé, đây là một cái ngách ra rồi các bác ạ. Đây các bác phải xem phê chưa, đứng vào giữa cái rừng này thì thích ăn quả nào cũng được, rất là phê luôn. Đây, quay cho các bác xem một cảnh này, một đoạn đây có cái xe buýt ở ngoài kia thì đúng là tầm này đi xe buýt thì không bao giờ đi được. Xe cứu thương cứu hỏa thì cũng thế thôi các bác. Nào các bác, nào các bác thấy phê chưa, quá là phê, nhìn là đủ phê rồi chứ không nói gì đến nữa. Cái việc là để được đến trực tiếp cái rừng vải này. Tuy là nhiều thế này thôi nhưng mà những cái cửa cân đây không phải vải ế nha các bác nhé. Đây là người ta chưa đến là cái điểm mà người ta muốn cân rồi nhé. Tại vì cái quốc lộ 31 là từ chỗ lên sơ động nó rơi vào tầm 40 cây số cơ. Chỗ nào cũng có người cân. Chỗ nào cũng có người cân. Mà mỗi một cửa cân thì người ta tiêu thụ hàng 10 tấn, 20 tấn vải các bạn. Thậm chí có nhà tiêu thụ đến 50 tấn vải nên là vải bán rất là phê luôn. Mà nhìn cái cảnh này cũng rất là phê luôn. Đấy, mọi người đi như xe rùa. Như xe rùa đi nhích cái ký một. Đó, các bác có thể thấy. Đó, đây là một ký đó. Đây, các bác có thể thấy. Hôm nay thì em cân cho tàu. Em cân cho tàu thì 20 tấn. Nên là tranh thủ lúc tắt đường em quay cho các bác xem một đoạn. Vải rất là phê luôn này. Rất là nhiều vải. Nào, các bác có thể phê chưa? Chào bạn Trần Ngọc nhé. Hôm nay trời mưa khá mát các bác ạ. Nhiều hôm nắng là đứng đây này, đứng phải tầm 3 tiếng đồng hồ mới qua được chỗ này. Là nhiều người là ngất luôn. Đúng là thật sự là em rất là tự hào mình là con của người dân Luc Ngan luôn. Được sinh ra ở Luc Ngan rất là tự hào luôn. Vựa vải của cả nước hầu như là trên thế giới là chỉ có Luc Ngan mới có vải như thế này thôi nha các bác nhé. Trên thế giới là chỉ có Luc Ngan mới có đấy nhé. Bữa vải luôn, bữa hoa quả luôn. Đó. Rất là phê luôn. Nào, các bác nhìn vải cực đẹp chưa? Vải Luc Ngan nó khác bọt với vải chỗ khác lắm các bác ạ. Ăn nó cực ngon luôn. Ăn cực ngon và cực phê luôn. Ăn thì cực ngon cực phê luôn. Đó, các bác có thể thấy. Quay các bác xem. Nào, bác nào mà muốn về Luc Ngan thì cũng về thôi. Mà gái Luc Ngan thì rất là đẹp luôn. Trai Luc Ngan thì cũng rất là xinh luôn. Mà người dân Luc Ngan thì rất là kiểu như là hiền hòa, ai đến đây cũng quý mến.
ai đến đây là cũng kiểu như là không muốn về luôn đấy. Đứng vào một rừng vải, đây là các bác còn chưa xem cái cây vải, cái một đồi vải các thứ này rất là đặc biệt. Đây là người ta là bẻ bán rồi, bẻ bán ở đây là nhìn các đủ về ở chưa đến nói à, lên đồi mà nhìn những cây vải nhìn thôi được, các bác thì chỉ có muốn ở đây cả đời thôi, mình lấy vợ ở đây cả đời thôi, không có sợ muốn về đâu các bác ạ. Đó. Nào các bác thấy chưa, quay chưa, đủ quay chưa. Ui giời ơi, một rừng vải thế này nhưng mà ra thang ở tông đường một phát là tiêu thụ phát hết luôn, sau một tiếng là tiêu thụ phát hết luôn. Đây bình chính các bác bản Luc Ngan, đây không phải là bãi ế nhá, đây là đang cái đoạn tắt đường, cái đoạn là ngã ba ngã bảy cao điểm nên là tắt đường thôi. Đây chính em là người cân mà em còn chưa cân được này, rõ ràng họ bán rồi mà còn chưa vào cân được. Em cân cho tàu, cân cho tàu rõ ràng vào bán rồi mà chưa vào cân được, nên là ra đây em quay cho các bác xem cái đoạn, xong rồi tí nó lại thông thông một tí thì em lại cân. Hôm nay là dự định nhà tàu nó cân là 24 tấn, làm hai con tôm tender chạy nha các bác nhá. Đó, rất là phê chưa. Bác có muốn em quay chồng bác không ở quy ơi. Quay luôn cả chồng bác luôn. Nào, rất là phê luôn. Chào bạn Iluvi gì nhá. Chào bạn Huân Hoàng nhé. Giá hôm nay thì không như mọi hôm thôi, giá vải thiều đẹp loại 1 đó là 15.000 trên 1 kg, còn vải Thanh Hà là từ 20 đến 25.000 trên 1 kg nha các bạn nhé. Đấy là Luc Ngan đấy, còn ở đâu thì em không biết, nhưng mà chính từ chỗ lên đến Sơ Động là vải Luc Ngan là rơi vào 40 cây số, 30-40 cây số là giá vải như thế các bạn nhé. Còn ngoài ra thì em không biết ở đâu cả, có cập nhật và cho các bác như thế. Các bác có thể về đi chơi nhé, về Luc Ngan chơi nhé, rất là phê luôn. Nhìn thế này thì ai đâu chẳng muốn đi các bác, ai mà chẳng muốn đến. Thật ra thì ở Luc Ngan mình chưa có cái tour du lịch gọi là cái tour như ở cái chỗ khác ấy, có vựa cây loại cây khác ấy. Người ta cho có những người du lịch, người ta muốn về xem cái loại quả vải rồi để ăn trực tiếp tại vườn rồi thì đến đây trải nghiệm, nhưng mà thật ra Luc Ngan mình chưa có, thì mong em cũng mong rằng là 1-2 năm sau thì cái đề bản của dân mình lên này có thể là làm cái tour đấy để người ta biết đến nhiều về quả vải Luc Ngan hơn, và cái lượng tiêu thụ nó sẽ khác hơn như bây giờ, lượng tiêu thụ nó sẽ khác hơn như bây giờ. Nhiều người cũng chưa biết đến quả vải Luc Ngan đâu các bạn ạ. Chẳng hạn như người ta cân ở chỗ khác bên Hải Dương các thứ, người ta cứ dán nhãn mác Luc Ngan thì người ta cứ tưởng đấy là vải Luc Ngan thôi, chứ còn đấy thực chất cũng không phải vải Luc Ngan đấy. Đây này, đây chính tận mắt các bác bây giờ xem, đây chính là vựa vải Luc Ngan nha các bác nhé. Vựa vải Luc Ngan, quả loại quả ăn mà chữa được rất là nhiều bệnh luôn. Đây các bác có thể thấy loại quả này ăn rất là nhiều bệnh nhá, ăn rất là phê luôn, mà làm cái gì cũng được, mà vải khô ăn cũng phê, cái loại sấy lên ăn cũng phê lắm các bác ạ. Ăn phê mấy ngày, ăn xong phê mấy ngày, ăn vải xong phê mấy ngày, như hơn phê cần các bạn ạ. Ăn vải xong hơn phê cần. Chào, đây là đoạn từ đoạn đường chỗ lên đến Sơ Động nha bác nhé. Chào tất cả các bác nhé. Em là quay trực tiếp cho bác xem, đây vải rất là đẹp luôn, vừa vải luôn rất là đẹp luôn, phê lòi luôn các bác nhé.